Đường Vạn Xuân, thành phố Vinh giao nhau với đại lộ Vinh Cửa Lò, rất nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường lún sâu như thế này, gây ảnh hưởng lớn cho người tham gia giao thông, nhất là đối với xe máy và phương tiện thô sơ. Đường này là xe trọng tải lớn vẫn nhiều, do đó là người tham gia giao thông nó đi lại cũng hơi vất vả, nó xuống cấp trầm trọng đấy, dẫn đi lại là tai nạn rất nhiều đấy. Sở dĩ đường Vạn Xuân nhanh xuống cấp là do thời gian gần đây mật độ xe tải trọng lớn lưu thông nhiều, đặc biệt là xe container với tần suất lên đến cả trăm phương tiện mỗi ngày. Xe thì tải trọng lớn, đường nó lún hết, đi thì nó sống trâu nên như này là đi rất nguy hiểm. Những người phụ nữ, trẻ em chẳng hạn đi thì nó sẽ bị ảnh hưởng đảo tay lái, thì nó sẽ gây ra tình trạng là bị mất lái và sẽ dễ bị tai nạn. Điểm gần cuối của đại lộ Vinh Cửa Lò giao nhau với đường ven biển, nơi có mật độ phương tiện lưu thông khá lớn. Cả hai tuyến, Vạn Xuân và đường ven biển, đều đấu nối với đại lộ Vinh Cửa Lò. Tuy nhiên hiện nay chỉ mới cho phép các phương tiện ô tô trọng tải nhỏ lưu thông với tốc độ tối đa là 50 km/h. Với các xe tải trọng lớn, nếu muốn di chuyển từ đường Vạn Xuân sang đường ven biển hoặc ngược lại, phải vòng qua quốc lộ 46 với khoảng cách khá xa. Nhiều ý kiến cho rằng một tuyến đường hiện đại, rộng rãi nhưng hạn chế các loại phương tiện lưu thông như hiện nay là chưa hợp lý và lãng phí. Thì bây giờ mình có một cái con đường mới mà làm cũng rất là tốt, thì thấy cái cơ ngơi với lại cái quy mô làm cũng rất là chuẩn. Thì bây giờ trước mắt mà nói, nếu mà nó san sẻ được và nó giảm tải được cho các cái tuyến đường 35 mà ta hay gọi là Vạn Xuân chẳng hạn, rồi cái đường Vinh Cửa Hội ở trong cái khu vực gọi là đông dân cư đấy, trong nội thành, nội thị, trong khu đông dân cư ấy, thì cần là phải san sẻ cái lượng nó giảm tải, rồi giảm trọng, rồi giảm cái mật độ cơ học, rồi tất cả các thứ nhằm cái mục đích để nó đảm bảo trong vấn đề giao thông và an toàn của người tham gia giao thông. Đại lộ Vinh Cửa Lò với chiều dài 10,8 km có thiết kế tuyến chính 8 làn xe cơ giới rộng 32 m, đường gom mỗi bên rộng 9 m, đi qua các địa bàn gồm thành phố Vinh, xã Nghĩa Phú, Nghĩa Đức, Nghi Ân, Nghi Phong và thị xã Cửa Lò. Ngoài rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương thì còn có chức năng kết nối đồng bộ hệ thống giao thông vùng, giúp giảm tải cho các tuyến lân cận vốn đã quá tải từ lâu. Tuy nhiên, việc khai thác như hiện nay, theo người dân là chưa phát huy hết công năng của tuyến đường ngàn tỷ này.